Cha biết chơi không? Kìa kìa, thấy không? Hả? Ừ, anh toàn mặc màu vàng. Trời ơi, không sao hết. Em hút màu vàng cho nó hợp với anh thôi. Em là sao mà hợp màu vàng với anh được? Em biết cái màu vàng là hot của năm nay không? Em thích màu vàng mà. Màu vàng là hot của năm nay đấy. Em cũng thích màu vàng mà. Rồi sao? Nhưng mà anh không thể mặc màu vàng. Có anh mặc màu vàng thôi. Coi như là hôm nay là bốn bạn đã đến giờ này đã kết thúc cái công việc của mình ngày hôm nay. Thì trước hết cô xin chúc tất cả sức khỏe tất cả anh em trong cái ekip ngôi nhà chung. Và chúc tụi con có một cái buổi hẹn hò rất là ý nghĩa. Dạ, cảm ơn cô. Cô đã cho tụi con trải nghiệm rất là vui vẻ ngày hôm nay, đã tận tình chỉ dạy cho tụi con. Thì mong là sau này tụi con sẽ có dịp để ghé lại đây gặp cô và mọi người. Sau khi tiện Bích Trân ra xe, tối đó Trung Anh đã có một cuộc hẹn hò với Anna Quyên. Gì vậy? Trời ơi, ai vậy? Quyên đâu? Em nghe. Hey, đi dạo tiêu. Ghê ổng. Ok. Hôm nay đi với anh Duy nào? Vui lắm, kiểu như hai người vậy. Xong cái dọn dẹp các thứ đi cho kiểu nhưng mà mùi rồi, vui nhưng mà mùi rồi. Hả? Vui nhưng mà rồi. Mùi rồi. Không, anh bên nữ không có mùi, tay bên nữ có spa. Ở trong có spa nữa. Nên là thoải mái lắm, rất là sạch chứ không phải như bên kia. Cũng rất là sai lầm khi mà mọi người không chọn. Không, mà mỗi cái có cái trải nghiệm thí dụ. Em thì kiểu em cũng không gớm, không sợ luôn quá đâu. Định nghĩa thú vị của em là như nào? Thử định nghĩa thú vị em nào. Những cái gì mà tò mò, cái kiểu mình chưa biết á. Kiểu như chưa có cái trải nghiệm đó, em thấy thú vị. Hoặc là cái vui nè, mọi người tiếp xúc với nhau vui vui, em thấy thú vị. Cái kiểu em khi tham gia cái này thật sự em sợ nhất là kiểu như nữ không có hợp nhau. Thế cuối cùng là hợp đúng không? Em hợp với Ngân đúng không? Thấy nằm tay nhau suốt. Kiểu hai chị em cảm thấy chỉ cần nhìn nhau là có thể hiểu được á. Sự hồn nhiên của Thảo Quyên có vẻ đã tạo được ấn tượng với Trung Anh. Toàn nói rồi không? Em hả? Em cũng không có nhiều cái tài năng mà để nói dối. Em chưa bao giờ mà nói dối với mẹ em hoặc là bất cứ người xung quanh. Nếu mà những cảm xúc thật của em. Bên kiểm tra này siêu rồi. Bây anh hỏi em 5 câu nha. Em phải trả lời em phải nói dối cả 5 câu. Bây anh hỏi em 5 câu, em phải nói dối cả 5 câu. Nếu như anh đặt ra có thể em sẽ nói dối được. Nếu mà em nói được dối cả 5 câu là em giỏi nói dối nha. Ok. Thế tên là gì? Em tên là Quyên. Sao nói thật ngay câu đầu tiên rồi? Không, xin lỗi. Không, kiểu như mọi người. Không, nếu mà em biết đúng vậy là sao? Với lại mọi người cái hỏi cái... Chơi lại không? Lại nhá. Ok. Giờ em bao nhiêu tuổi? Sinh năm 2000 á. Em dậy thì em bao nhiêu tuổi? Hả? Anh không nhớ. Không, anh hỏi em kiểu vậy. Nhà em có mấy chị em? Không, anh ơi, sao em có thấy nhưng hỏi em một cái là em... Không, kiểu em nghĩ là chuyện gì mà kiểu giấu bí mật á thì... Bây chơi lại nhá, chơi lại nhá. Dạ, chơi lại tiếp nhá. Ok. Em đang ở đâu? Ở Sài Gòn. Em đã đi Hà Nội vào chưa? Rồi. Em đã ra nước ngoài vào chưa? Rồi. Mấy câu rồi nhỉ? Ba. Sai nhá. Đúng nhá. Ok, anh đừng hỏi em. Em hỏi em cái kiểu đó rồi trả lời. Okay. Không, mà em có thói quen kiểu ai hỏi nhanh em hay... Hơi bị. Gì ngại hỏi ngay đầu tiên là thì sai rồi. Đầu tiên là trả lời thật rồi. Không, tại như hai mình nói chuyện cũng hơi bị nhiều. Kiểu như em chưa đi Hà Nội em nói rồi mà. Tại sao lại hỏi nữa? À thế à? Đấy thì anh biết là câu em sẽ trả... anh biết chắc chắn là anh nhận được câu trả lời như nào. Có khi ở nhà chung anh nói chuyện với em nhiều nhất. Đúng rồi, kiểu nói chuyện. Tại vì ngay từ đầu chuyện ngồi trên xe ngồi cùng dễ kết nối, kiểu nói chuyện vui vui á. Em cũng thích vậy, đừng đặt nặng vấn đề mà kiểu mình thấy. Nhưng anh cảm thấy em vẫn kiểu đang ở trong một cái vòng an toàn của em chưa thoát ra.
Ừ. Em có cảm giác với tôi không phải đúng hay sai. Em cảm thấy em cũng vậy. Đúng không? Em chỉ đoán thôi. Nhưng mà em nghĩ là những cái mà em nói ra em tin chắc là cảm xúc. Nhưng mà đây mới chỉ là ngày thứ hai. Còn 5 ngày nữa mà. À, muốn ra biển quá. Muốn di chuyển. Em đi ra biển dạo thì xong thì đi vô trong rồi. Em cũng chưa được. Ok vậy đi. Đi tí. Theo cảm nhận của mình về cái việc mà anh Trung Anh chọn mình hai lần kiểu gặp mặt nói chuyện, thì em nghĩ là một phần là do anh Trung Anh cảm thấy thoải mái, và phần thứ hai là do cả hai người đều thích kiểu đi ra ngoài, kiểu hóng mát các thứ. Nhưng mà nếu mà anh Trung Anh mà nghĩ là cũng thích chị Trân thì cũng đúng, tại vì một phần hai người cũng khá là trên là tuổi tác, cũng kiểu như dễ nói chuyện với nhau các thứ, mọi người sẽ thích lớn tuổi hơn tí. Sáng hôm nay các bạn dậy sớm và cùng nhau nhận nhiệm vụ là dọn rác bãi biển. Thằng chổi, tụi mình đi làm thằng chổi rồi. Không biết thì mọi người nhìn vào đây có thấy cái sự chuyên nghiệp của đội mình nhỉ? Có chứ, tụi mình quá chuyên nghiệp. Quán mà không bị gián két lên đâu phải là một cái quá trình dễ đâu. Em phải tập trung vào công việc chứ. Anh phải quét cái này chưa? Anh sao vậy? Thì em chờ anh, làm sao anh quét được. Ừ, làm đi em. Ừ. Quét. Gì? Anh phải làm. Vậy là quét. Hùng có một sự thay đổi hoàn toàn. Đúng như những gì anh chàng đã nói tối hôm trước. Bắt đầu hòa nhập nhiều hơn với mọi người. Em, chúng ta đang làm việc trong thời gian làm việc. Không được đùa. Cát như em nè. Vậy hả? Anh chạy anh gian ghép á. Vậy hả? Em đứng sau để anh chạy thử lại xem nó có văng không. Vậy hả? Em nào thử anh xem nào. Ra đi. Em thấy được chưa? Vậy hả? Vậy sao em bảo anh? Ô, anh là đàn ông. Chúng ta đều là con người mà. Và người ta gọi là cái gì nhờ? Bình đẳng, sự bình đẳng. Việt Nam và nữ. Đưa đây mẹ. Đó, nhìn cầm thế là thấy không có sức sống cầm. Đây, cầm cái chổi. Cầm vậy à? Cái không đúng à? Tại sao em phải nằm lên? Nhìn em nó hợp với cái xe bò đấy. Đau không? Đau. Nhìn em nhìn lại đi. Em lại đây em nhìn đi. Nhìn nó rất hợp với em. Không hợp. Anh Trung. Anh Trung. Uyên. Em có thấy chân nó hợp với cái xe không? Đó, thấy chưa? Ai cũng nói, đâu phải vì người anh. Tình cảm của mình thì mình có một chút gì đó ấn tượng với anh Hùng so với những người khác. Vì hôm qua anh ấy rất là kiểu rất là ít nói, rất là điềm đạm. Nhưng mà hôm nay làm việc cùng nhau thì rất là cởi mở, hòa đồng với mọi người. Tụi mình có hay có một chút tranh cãi, nhưng mà cũng vui. Hai đứa mời mọi người ăn. Đúng rồi, sao mọi người biết chương trình này tham gia ta? Thì hai anh à? Không, tao biết. Dạ. Đấy, câu chuyện này anh kể cho mọi người rất nhiều lần. Em nghĩ là anh là người chót. Chót mà tham gia luôn á. Không, đúng không? Nó có nhiều lý do lắm. Ví dụ ấy. Không để sao trả lời. Có nhiều lý do anh, anh này kiểu anh không thích nói dối gì vậy? Kiểu anh nói một cái gì đó, anh suy nghĩ hay là ngược lại, muốn che giấu điều gì đó. Không, tao anh biết tham gia chương trình này. Có mang xã hội thôi em. Không, mà mới đầu tôi tưởng là gì vậy. Trời đất. Mới mua em mọi người ơi. Nặng hơn không? Thế người cũ, kiểu thương người cũ hả? Không, kiểu cái nguyên nó cũng hơi đậm đà. Hay mặn hả? Đúng không? Nhưng ít nói cũng là một tay làm. Có nghĩa là họ sẽ nói thì ở bên cạnh em. Nhưng mà không phải lúc nào. Thường con gái hay thích kiểu lạnh lùng, không tới quen lạnh lùng gì lại thích người ta nói nhiều. Tại sao chỉ tay cùng dữ hơn?
vì em muốn khó. Em nói thật luôn, khi mà mọi người chia tay mọi người đó, mọi người muốn xóa hình luôn. Chồng có hình gì khác. Em muốn xóa hình luôn, em sẽ không up hình lên mạng. Hay là em không có kiểu mà sống ảo, em không kiểu mà hay up hình người yêu lên mạng đâu. Mà chia tay nhau thì anh không gửi hình hay xóa clip. Em không có xóa hình, em không có xóa gì cả. Em muốn giữ những cái đó. Sao anh lại xóa clip? Hình với clip nó khác gì nhau? Hình là một cảm xúc, còn clip là nhiều cảm xúc. Uh-huh. Em không bao giờ muốn xóa những cái hình của clip cả. Em muốn nó là một cái gì đó kỷ niệm. Sau cái lần bạn em với bạn trai em á, thì em có cảm giác với một người nào khác nữa không? Sau đó? Không. Không à. Bao lâu rồi? 2 năm. Có 2 năm rồi. 2 năm từ khi em chia tay bạn trai. Tới bây giờ là em không có cảm giác với người nào. Không phải, thích hơi thì có, nhưng mà không có đủ để quen chính thức. Tại thực ra con người em không biết thể hiện tình cảm mà. Trong bữa ăn, chủ đề của các thành viên bắt đầu xoay quanh một thắc mắc. Ủa, hỏi gì luôn á? Không ơi. Anh nè, lại không kiềm chế được cảm xúc. Anh phải trưởng thành đi. Cái giọng nói của anh chắc chưa sửa đúng rồi. Rất là đúng rồi. Người ta lớn tuổi, ta cũng khó, người ta cũng không cho em ở, nên là chị có thể hỗ trợ cho em một cái giường bé bé để cạnh ảnh, để em có thể nằm ngủ cho nó thoải mái. Lo điểm nè. Thơm đi rồi điểm. Nhìn nó mát ghê quá vậy. Em điểm cho bạn kìa. Không điểm luôn. Cảm ơn câu chuyện thực sự cảm động quá. Gì vậy? Tối em không mà lúc mà tối ở nhà chung á, lúc mà ảnh ra ảnh làm cái gì mà chung chương như mũi gì đó, ảnh với anh đó đúng không, làm thật thấy thời kiểu như anh đang hơi là phấn khích, kiểu rất là phấn khích để làm chuyện đó, em đã thấy được đó rồi, coi đâm mỹ em nói thiệt. Tại vì Phong nghĩ á, là ở Phong á có một cái gì đó đôi chút thực sự là nhẹ nhàng, và Phong thực sự là với một cái cách điềm đạm thì người ta dễ suy nghĩ mình hơn là mình là trong thuộc cái nhóm nào. Nhưng mà sau khi anh em ngồi lại nói chuyện với nhau thì đó chỉ là một cái nói vui thôi, nên là không có bàn tiếp nữa về vấn đề đó. Thanh Phong cả buổi hôm nay không biết vô tình hay cố ý mà anh chàng luôn kè kè cùng Quỳnh Ngân. Em có tin là anh nè, anh không hút thuốc nè, không hút xì xa nè, không chơi những cái chất kích thích, không đi bar, nói chung này nọ. Đi lớp anh có đi. Và anh có một bạn thân, anh hồi đó chơi rất là thân với nhau, thậm chí là mặc đồ cặp người ta cứ tưởng là mình yêu nhau luôn á. Đi ra đường phải không? Bằng áo sơ mi trắng, quần tây, tại vì thích, hai người đều có chung một cái sở thích là như vậy. Cái mang đôi giày đỏ, tại vì anh thấy là đôi giày đỏ nó hợp với bộ đồ đẹp quá. Thế rồi là mang chung, là hai người đều mang, giống y trên từ trên dưới. Bạn thân đi học, tất cả mọi thứ là alo, tới giờ đi học này dậy đi, rồi đi học nè. Nói chung là lo lắng lắm. Cái một lần mà đi chơi vậy, Bin, ông thử hút xì xa đi. Anh mới nói là không, thử đi. Trời ơi, ông nghe tôi bạn thân ông là cái này có chết đâu. Mà nó không hút là không hút. Cái gì không phải là khi mình nghe lời người ta khác, mình nghe lời những cái người mà thân thiết của mình đó, để là mình làm. Ý là mình cảm thấy trước mắt cái đó là cái hại, nên là mình đừng có lao đầu mà vào. Nên là anh nghĩ là cho dù cái đó là ở bản thân mình đó, mình muốn hay không là ở bản thân mình. Về cái chuyện mà bỏ, đúng là thực sự mình nói rất đơn giản, nhưng mà ở chính ở bản thân mình đó, mình muốn thì mình bỏ. Đôi khi nhiều khi á, anh vì em mà anh bỏ, em hiểu không? Anh vì em mà anh sẽ bỏ. Nhưng mình dồn cho người ta một cái hy vọng quá rồi xong thất vọng. Khi chia tay xong anh lại quay trở lại để anh tìm tới cái đó. Em hiểu không? Nhanh nhẹn anh hết giờ. Lo quét đi. Anh lấy chỗ anh quét đi. Anh đẩy xe rùa. Mắc cười quá anh. Ồ mắc cười quá, nãy giờ anh quét nguyên một đùi. Em chỉ đứng em ngắt bông. Hùng ơi, thấy thương quá.
Đâu có, tí nữa anh lên ngủ rồi nè. Không, anh thấy con bé nói đúng, ví dụ em làm trai á, em dọn hết, để con bé nó nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ nên vậy. Mình nghĩ mình lựa chọn làm ở hồ bơi cũng là một điều chính xác nhỉ? Chính xác, ở biển giờ lắm anh ơi. Xong rồi sau đó mình coi nó có thẳng hàng không? Qua mấy giờ mới ngủ? Em hả? Ừ. Hình như 1 giờ mấy nữa. 1 giờ mấy hả? Còn anh mấy giờ? Cái gì? Anh với Nguyên về anh trong phòng á, chắc cũng khoảng 3 giờ. 3 giờ luôn hả? 3 giờ sáng hả? Ừ. Vậy coi như không có ngủ luôn rồi. Ở nhà có hay dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ không? Dạ có anh. Hả? Có chứ. Vậy mấy chuyện này đơn giản rồi mà đúng không? Ủa cái cây này đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Ê, mấy chuyện này đơn giản hơn, anh chọn đây là sáng suốt. Đúng rồi. Em à, anh luôn sáng suốt em. Đúng để rồi. Anh già rồi mà anh chọn dở cái là tụi nó xài xẻ anh sao? Đâu được em. Sáng ở nhà thường em dậy mấy giờ? Em hả, tùy hôm à. Có hôm cần công việc thì dậy sớm, có hôm thì dậy muộn. Có khi 5 giờ em cũng dậy được vậy. Còn anh? Anh hả? 12 giờ. Không, tại vì anh đi làm buổi sáng mà. À. Nhưng mà có khi thì 7-8 giờ, 8-9 giờ mới bắt đầu dậy. Ồ. Thường trễ nhất là 9 giờ. Trễ nhất là 9 giờ rồi? Ừ. Không có hôm nào 12 giờ hả? Không, 12 giờ trừ khi quay tới đêm, tới khuya rồi này nọ thì qua ngày hôm sau mới ngủ nướng. Ồ. Mà thật ra ngủ nướng chứ mình trễ nhất là cũng 11 giờ dậy rồi. Hả? Chà cột ha. Dạ. Ê vậy em, anh... Em ở dưới, anh ở trên. Trời, lấy cái khăn này hả? Thôi vậy người lau hơn nữa gì hả? Sao? Đó, rồi em lau cho anh, em lau dưới cho. Em ngồi dưới thì kỳ. Ờ, anh biết múa cột không? Hả? À. Anh biết múa cột. Thích, coi người ta múa cột thôi. À, thích cột. Chứ, cái tướng em được múa cột thì kỳ lắm em. À, giống như trong 4 bạn. À. Thì có tình cảm đặc biệt nhất với bạn Phong. Ủa em nói là em ấn tượng chứ đâu phải có ấn tượng là ta đang hỏi ấn tượng tình cảm đặc biệt đó thì cô trả em lời. Em không có hiểu. Anh ví dụ anh nói là có tình cảm đặc biệt thì trả lời khác rồi. Tại vì anh hỏi ấn tượng thôi. À. Em vậy chỉ thì, biết thì, từ cái đó. Nghĩ, em nghĩ từ cái ấn tượng đó đó thì mình có thể phát triển nó hơn không? Ờ, cũng có thể. Ừ. Mà em thấy Phong sao? Phong hả? À. À, đẹp trai. À. À, phong cách. À. À, dễ nhìn. À. À, ngoại hình sáng sủa. À. Đặc biệt là hoạt ngôn đó đúng không? Không, em không thích chữ hoạt ngôn. Không thích chữ hoạt ngôn à? Đôi khi cái sự hoạt ngôn đó nó sẽ buồn trừ cho em chứ. Cái điểm đó là điểm em cảm thấy giống như là nhiều khi hoạt ngôn nhiều quá em không hiểu được câu chuyện. À. Có nghĩa là hoạt ngôn nhiều quá em cảm thấy em như là em bị không có nắm bắt được câu chuyện đang nói gì cái gì. À, có nghĩa là em chậm hơn nhịp á hả? À, đúng rồi, phải nói từ từ em mới biết được. Có hai bạn nam cùng ấn tượng và với Trân lớn thì em nghĩ là chuyện bình thường ấy. Ừ. Chị Trân vừa xinh đẹp vừa cá tính đúng không? Ừ. Chị nói chuyện lại khéo léo. Ừ. Thì nếu mà em là con trai em cũng thích vậy. Ừ. Không hẳn là, cho nên hai bạn đó em nghĩ có tình cảm là chuyện bình thường. Mẹ em có bất ngờ không khi mà thấy Trung Anh cũng thích Trân, rồi Hùng cũng thích Trân? Em nghĩ cũng không có gì bất ngờ. Không bất ngờ luôn. Anh định thấy bất ngờ á. Dạ. Ví dụ như là anh nghĩ là Trung Anh sẽ một là với em hoặc là một là với bạn Trân nhỏ. Em nghĩ là Trung Anh tính cách thì cũng khá thoáng. Chắc có lẽ là thích chị Trân nhiều nhất. Quỳnh Ngân cũng chịu mở lòng mình nhiều hơn, nhưng người cô chọn tâm sự là Nam Duy khiến cho Thanh Phong cảm thấy khó chịu ra mặt. Em nghĩ là mình là một team á, thì thấy em làm dưới thì cũng chạy xuống dưới mà phụ, chứ làm gì ngồi đây nói chuyện vậy. Ta mới lau cây dù xong, ta mới nghĩ mà tới gần hồi ta xuống ta lau dù tiếp. Trời ơi, nói chuyện đi rồi ngủ quên. Ừ. Đi này phụ nè. Rồi biết rồi. Ê, nhưng mà em thấy á, có hai người vui lắm á. Vui không? Tạo một người quý quá vui luôn. Trời ơi chứ anh thấy mệt hết chứ. Hai người thích ăn cà xuống à.
Cà là gì? Cà khẽ anh. Cà khẽ hả? Ừ. Cái nó thấy hai đứa mình nói chuyện với nhau nó wow. Cho anh tất cả là của em cho nó. Chữ bao, tôi đẩy. Ok. Công tâm. À cảm ơn. Nhanh cái chân lên. Chậm, chạm biết chưa không? Kìa kìa. Thấy không? Hả? À? Ừ, anh toàn mặc màu vàng. Trời ơi, không sao hết. Em cũng màu vàng, cho nó hợp với anh hết. Em làm sao mà hợp màu vàng với anh được? Em biết cái màu vàng là hot của năm nay không? Em thích màu vàng mà. Màu vàng là hot của năm nay đấy. Em cũng thích màu vàng mà. Rồi sao? Nhưng mà anh không thể mặc màu vàng. Có anh mặc màu vàng thôi. Coi như là hôm nay là bốn bạn đã đến giờ này đã kết thúc cái công việc của mình ngày hôm nay. Thì trước hết cô xin chúc tất cả sức khỏe tất cả anh em trong cái ekip ngôi nhà chung. Và chúc tụi con có một cái buổi hẹn hò rất là ý nghĩa. Dạ, cảm ơn cô. Cô đã cho tụi con trải nghiệm rất là vui vẻ ngày hôm nay, đã tận tình chỉ dạy cho tụi con. Thì mong là sau này tụi con sẽ có dịp để ghé lại đây gặp cô và mọi người. Các bạn đã hoàn thành công việc và sẽ có cả buổi chiều để thư giãn và hẹn hò. Thành Phong đã đưa ra một kế hoạch nhằm gây bất ngờ cho Quỳnh Ngân với sự giúp đỡ của Trung Anh. Nó là như vậy nè. Anh đừng nói anh tặng. Anh nói là ừ, anh không nói là anh tặng. Ừ, đó, ý là có nói một là bạn lệ, anh nhờ bạn lệ tân. Cho anh chọn hai cây kem. Anh nghĩ anh sẽ chọn hai cái này. Thì anh nhờ em là lúc đấy nhá, mang lên hộ anh nhá. Dạ, yeah, phòng phòng số 5 anh. Yeah. Phòng 5 ở villa bên này. Cái này là kem mà. Sao lại ở đây nhỉ? Còn một bức thư nữa. Tặng Ngân Phong. Ký tên người bí ẩn. Tại sao tặng hai người lại ký tên người bí ẩn? Vậy là ai vậy đó? Hay là mình đi xuống dưới mình hỏi thêm sao? Tại vì ở đây là tặng Ngân và Phong có hai người thì chắc chắn là anh Phong cũng cần biết. Anh! Cái gì vậy? Nè, anh đọc đi. Tặng Ngân với Phong ký tên người bí ẩn. Mà ai tặng? Em không biết nữa. Tự nhiên có nhân viên mang đến phòng đến của em. Người này ký tên là người bí ẩn. Anh nghĩ người đó là ai? Em lại đang ngồi đây. Ủa là sao tự nhiên giữa trưa gì tặng kem là cái gì? Em đâu biết đâu, em đang ngủ mà. Trời ơi, chắc người ta vẫn biết anh thích ăn kem á. Mà anh đang thắc mắc là tại sao tự nhiên lại tặng kem giờ này? Bị khùng, bị điên cái gì ai vậy trời? Điên. Ai mà? Ai làm chuyện rảnh quá vậy anh? Ai đưa cho em cái này? Một nhân viên thôi, một nhân viên đó là có người khác tặng. Nhân viên nào em chỉ coi. Đi rồi. Nhân viên của khách sạn mà. Anh không nghĩ là nhân viên tặng em không? Không, em một người nào đó nhờ nhân viên. Nhưng mà người đó muốn giấu tên. Tự nhiên sao lại tặng cho anh với em? Em đâu có biết đâu. Mà không phải là tặng cho riêng em. Ví dụ người ta thích em thì ta tặng em. Hiểu không? Mà tại sao lại tặng cho có anh nữa? Vậy là ta thích anh cũng không phải hả? Chẳng lẽ hai người đều tặng cho hai người? Không lẽ người ta thích em với anh? Nếu mà một người thích cả hai chắc có vấn đề. Người bí ẩn. Anh đoán được ai không? Anh không nghĩ. Tự nhiên thì chưa nắng gian gian cùng điên tặng kem. Mà đã vậy sao anh ghét nhất là cái chuyện này nha. Thà tặng trực tiếp. Anh ghét nhất cái kiểu mà đi qua đưa
tặng qua tay người này qua tay người kia, và anh không biết người ta ý muốn gì. Thế là thích em thì tặng em, còn thích anh thì lại tặng anh. Em đâu có thích kem đâu. Anh không biết nữa. Thôi cũng kiểu ăn đi con cho có, như ta chứ ta để ta tặng người không ăn thì thì cũng buồn. Nè, ai tặng thì nhớ ra đây nói trước mặt nha. Cảm ơn mấy viên kem. Cảm ơn, trưa nắng có kem ăn đỡ. anh đừng nói anh tặng, anh nói là ừ, anh không nói là anh tặng. Ừ, đó, ý là có nói một là bạn Lệ, anh nhờ bạn Lệ Tân. Mọi việc đã không như anh chàng dự tính khi Quỳnh Ngân nhắc đến Nam Duy. Ê, có gì nợ anh Duy không? Không, không ăn. Không ăn thôi, mình ăn, đem về phòng cho. Dù sao người ta nhận mình phải giữ chứ, đúng không? Có lòng là được rồi. Còn chuyện của ai tặng hay gì để hỏi sau. Đến bây giờ thì anh Phong vẫn là người ấn tượng nhất đối với mình. Các đường dây cảm xúc đã bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Quỳnh Ngân luôn khẳng định mình thích Thanh Phong, dù cho có nhiều nghi ngờ xoay quanh về anh chàng này. Hùng đã bắt đầu thay đổi bản thân để cho Vích Trân thấy được sự cố gắng của anh chàng. Anna Quyên lại có cảm tình với Trung Anh, còn Trung Anh đang tỏ ra mình quan tâm đến cả Bích Trân và Anna. Hãy chờ đợi những điều hấp dẫn hơn vào tuần sau.